chương trình 24 giờ chuyển động. Ngữ Bình và Phương Uyên kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình. Kính thưa quý vị, ngành y vừa xảy ra một sự kiện hy hữu khi một giáo sư tiến sĩ danh tiếng phải xin thực tập lại để được cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề. Câu chuyện này không chỉ khiến nhiều người bất ngờ mà còn dấy lên nhiều suy nghĩ về con đường phục hồi danh dự và nghề nghiệp sau những sai lầm. Và câu chuyện đang thu hút sự chú ý của dư luận này sẽ được chúng tôi đưa đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều câu chuyện thú vị và đáng chú ý khác mà chúng tôi đã chọn lọc để gửi đến quý vị. Và trước hết, Trước khi đến với những thông tin mới nhất về tình hình an ninh trật tự trong 24 giờ qua, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin sẽ có trong phần đầu của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Tại An Giang, đối tượng dùng dao gây rối trật tự công cộng bị khởi tố. Tiếng mục nóng trên mặt báo với góc nhìn, sự trở lại của một bác sĩ tài năng sau khi ra tù, tái lập sự nghiệp y học vì bệnh nhân. Cắm trại trên đồi chè Tân Uyên, ngắm đỉnh Phan Xì hùng vĩ. Xu hướng mới, người trẻ tìm đến viện dưỡng lão để thư giãn. Và bây giờ là phần tin nóng. Tin nóng Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Mách No, sinh năm 1971, trú tại tỉnh An Giang về tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 8 giờ ngày 24 tháng 5, sau khi uống thuốc điều trị cai nghiện ma túy tại trung tâm y tế thị xã Tân Châu, thì Mách No điều khiển xe mô tô về nhà khi đi ngang thánh đường thuộc xã châu phong thì thấy nhóm thanh niên đang học giáo lý nên đối tượng mở cửa phòng xem do cửa phòng bị khóa trái đối tượng đã dùng tay đẩy cửa mạnh nhiều lần tạo âm thanh lớn nên nhóm thanh thiếu niên phòng kế bên qua xem thì xảy ra mâu thuẫn cự cãi xô xát đánh nhau Lúc này do yếu thế nên Mách No về nhà lấy một cây dao và một cây chĩa quay trở lại thánh đường để phục hồi. Đối tượng đến phòng học dùng cán dao thục mạnh vào cửa kính nhiều lần rồi cầm dao rượt đuổi nhóm thanh thiếu niên ngoài sân. Sau đó tiếp tục lấy chai dầu máy khoảng 1,5 lít quay lại thánh đường, đổ dầu lên các bao gạo đang để trong phòng học rồi dùng bật lửa định phóng hỏa. Nhận được tin báo, lực lượng công an thị xã Tân Châu nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời mời những người có liên quan về trụ sở để làm việc. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Hữu Phước, 25 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, do cần tiền tiêu xài nên vào khoảng 10 giờ ngày 4 tháng 7, Phúc điều khiển xe máy đi từ huyện Tam Bình đến xã Nhân Bình, huyện Trà Ôn để thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Sau đó, Phúc điều khiển xe vào một đoạn đường lộ thì phát hiện bà T.A. 74 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn. Trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định cướp giật. Sau đó, ông Phúc điều khiển xe chạy vào bên trong sân, tiếp cận bà A và xin lấy nước uống. Sau khi uống nước xong, Phúc giật lấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ bà A rồi nhanh chóng lên xe rời khỏi. Sau đó, Phúc đem sợi dây chuyền vừa chiếm đoạt bán cho một tiệm vàng trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, được số tiền 12,7 triệu đồng, lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tại cơ quan công an, Phúc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đồng thời khai nhận trước đó đã thực hiện rót lọt hai vụ cướp giật dây chuyền trên địa bàn huyện Trà Ôn. Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam đối tượng Trần Minh Phú, sinh năm 1963, trú tại huyện Hưng Nguyên, về tội gây rối trật tự công cộng. Theo đó, vào chiều ngày 28 tháng 5, sau khi đi uống rượu về nhà, cho rằng các xe ô tô lưu thông trước cửa nhà mình gây ra bụi bẩn, Phú đã sử dụng kiếm đứng chặn nhiều phương tiện di chuyển trên đường tỉnh lộ 542E, sau đó đe dọa lái xe gây ách tắc giao thông. Sự việc chỉ dừng lại khi đối tượng này được mọi người khuyên can. Cơ quan công an xác định hành vi của Phú gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn, khiến người dân và các lái xe hoang mang, lo sợ, bức xúc. Sau khi thu thập củng cố đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 11 tháng 7, công an huyện Hưng Nguyên đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng Trần Minh Phú về tội gây rối trật tự công cộng để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tiểu mục nóng trên mặt báo. Thưa quý vị, trong tiểu mục nóng trên mặt báo ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện đầy hy vọng và lạc quan về sự trở lại của một bác sĩ tài năng trong lĩnh vực y khoa. Chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị câu chuyện của bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Tim Hà Nội. Sau khi hoàn thành thời gian thi hành án, ông Tuấn đã nhanh chóng trở lại với đam mê y học của mình. Việc ông xin thực tập lại tại Bệnh viện Hữu Nghị không chỉ mang lại niềm vui cho nhiều bệnh nhân, mà còn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của ông. Mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện đầy cảm hứng này. Câu chuyện sẽ cho chúng ta thấy rõ tinh thần kiên cường và quyết tâm của bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn, người luôn nỗ lực để công hiến cho ngành y và mang lại niềm hy vọng cho biết bao người bệnh. Ngay sau khi hoàn thành thời gian thi hành án, ông Nguyễn Quang Tuấn đã nhanh chóng gửi đơn xin thực tập tại Bệnh viện Hữu Nghị. Đây không chỉ là tin vui cho các bệnh nhân từng tin tưởng vào tài năng của ông mà còn đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự nghiệp của một chuyên gia tim mạch hàng đầu. Để có thể trở lại hành nghề, ông sẽ phải hoàn thành 12 tháng thực tập theo quy định. Việc bệnh viện hữu nghị chấp nhận cho ông Tuấn thực tập cho thấy sự trân trọng đối với tài năng của ông dù ông từng mắc sai lầm trong quá khứ. Điều này cũng thể hiện tinh thần khoan dung và mong muốn giúp đỡ của các đồng nghiệp trong ngành y. Bản thân ông Tuấn ngay sau khi ra tù đã nhanh chóng bắt tay vào việc viết đơn xin thực tập. Điều này cho thấy quyết tâm và tinh thần không bao giờ từ bỏ của ông, là bác sĩ ai cũng mong muốn được tiếp tục khám chữa bệnh cho bệnh nhân và làm thầy thì luôn mong muốn được giảng dạy. Ông chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng nói Việt Nam VOV Ông cũng bày tỏ mong muốn nâng cao tay nghề thông qua việc tiếp xúc hàng ngày với các bệnh nhân. Trên mạng xã hội, nhiều người đã gửi lời chúc mừng và hy vọng ông Tuấn sẽ sớm khôi phục lại phong độ của một bác sĩ tài ba. Điều này cho thấy, dù ông đã mắc sai lầm, nhưng tài năng và sự cống hiến của ông vẫn được nhiều người ghi nhận. Nhớ lại thời gian trước, trong và sau phiên tòa xét xử ông Tuấn và 11 người khác về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhiều người đã bày tỏ tiếc nuối cho một bác sĩ có tài nhưng lại vướng vào vòng lão lý những sai lầm của ông Tuấn đã được làm rõ trong quá trình tố tụng. Mặc dù ông là một nhà quản lý chưa hoàn thiện, nhưng ai cũng nhớ đến ông như một bác sĩ có trình độ chuyên môn cao. Hy vọng rằng với sự trở lại này, ông Nguyễn Quang Tuấn sẽ tiếp tục cống hiến và được biết đến như một bác sĩ giỏi, một thầy thuốc được nhiều bệnh nhân quý mến. Như câu nói của Peter Marshall, một mục sư nổi tiếng tại Mỹ, thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là sự cống hiến. Những đóng góp của bất kỳ ai cũng đáng được trân trọng và ghi nhận. Trong ngành y, Việc đào tạo một bác sĩ giỏi đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức, do đó việc tạo điều kiện cho họ tiếp tục hành nghề là vô cùng quan trọng. Với mức án 3 năm tù mà ông Tuấn đã chấp hành, hội đồng xét xử đã cân nhắc kỹ lưỡng và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt, giúp ông có cơ hội sớm trở về đóng góp cho xã hội. Pháp luật cần nghiêm minh nhưng cũng cần khoan dung để mang lại lợi ích lớn nhất cho cộng đồng. Trường hợp của ông Tuấn nhắc nhở chúng ta rằng Ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng khi họ đã trả giá cho lỗi lầm của mình, họ xứng đáng có cơ hội làm lại từ đầu. Sau khi hoàn thành 12 tháng thực tập, bao gồm 9 tháng chuyên môn và 3 tháng hội sức cấp cứu, ông Tuấn sẽ được cấp lại giấy phép hành nghề, tuân thủ đúng quy định pháp luật. Giờ đây, sau khi bước qua những biến cố trong cuộc đời, ông Nguyễn Quang Tuấn đã trở lại với ước mơ từ thuở nhỏ, đó là trở thành một bác sĩ khám chữa bệnh cho người dân. Qua câu chuyện này, chúng ta mới thấy rằng những ước mơ đẹp đẽ chỉ có thể thành hiện thực khi chúng ta không ngừng nỗ lực và gìn giữ phải không nào. Tiểu mục Đông Tây chuyển động. Thưa quý vị, mới đây, nhân kỷ niệm 64 năm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam, 1960-2024, Trung tâm Thông tin Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chính thức ra mắt video quảng bá du lịch đường sắt. Con tàu đưa du khách đi qua các đô thị tấp nập, nhộn nhịp, vùng nông thôn với những ngôi làng xinh đẹp, thanh bình, bắt trọn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp trên hành trình du lịch Việt. Video là sản phẩm nằm trong chương trình truyền thông Việt Nam đi để yêu của Trung tâm Thông tin Du lịch và cũng nhằm triển khai chương trình hợp tác giữa Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để đẩy mạnh khai thác loại hình du lịch đường sắt, tạo đột phá cho hệ thống các sản phẩm du lịch mới qua đó vừa nâng cao chất lượng dịch vụ đường sắt, vừa mang lại lựa chọn và trải nghiệm độc đáo cho du khách. Xuyên suốt 3 phút 30 giây, video chứa đựng những cảnh quay ngoạn mục đầy mãn nhãn về hành trình xuyên Việt trên cung đường sắt từ Bắc vào Nam, kết nối các thành phố lớn, các điểm du lịch nổi tiếng của quốc gia. Không đơn thuần là phương tiện vận chuyển hành khách, những chuyến tàu hỏa chuyên chở giờ đây ngày càng hiện đại, chất lượng cao, dịch vụ chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên chu đáo tận tình, mang đến các sản phẩm du lịch độc đáo kết hợp các hoạt động giải trí, giao lưu, biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn, ẩm thực đặc sắc. Không phải ngẫu nhiên mà những tuyến đường sắt của Việt Nam nhiều lần được báo chí quốc tế không ngừng ca ngợi. Tạp chí du lịch nổi tiếng Lonely Planet đã bình chọn tuyến đường sắt Bắc Nam của Việt Nam là cung đường du lịch đường sắt ngoạn mục nhất thế giới. Trải nghiệm du lịch bằng tàu hỏa, du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng những điều kỳ diệu của thiên nhiên, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Thưa quý vị, mùa hè này, thành phố Đà Nẵng không chỉ sôi động náo nhiệt với nhiều sự kiện lễ hội quy mô mà còn hấp dẫn với nhiều combo du lịch đa trải nghiệm với mức giá cực kỳ ưu đãi dành cho du khách nội địa. Đây là chương trình kích cầu du lịch mùa hè Đà Nẵng 2024 của Sở Du lịch thành phố phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố, các hãng hàng không và các đơn vị kinh doanh du lịch nhằm thu hút và kích thích tăng trưởng lượng du khách đến Đà Nẵng. Chương trình được áp dụng từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2024, bao gồm chương trình tận hưởng nghỉ dưỡng, tận hưởng Đà Nẵng về đêm, tận hưởng vui chơi giải trí, tận hưởng ẩm thực và mua sắm đặc sản địa phương, với mức giá các combo chỉ từ 1 triệu đồng đến gần 3 triệu 500 ngàn đồng. Trong đó, chương trình tận hưởng khu vui chơi giải trí với những dịch vụ từ 1 triệu đồng trở lên, gồm hai đêm khách sạn từ 3 đến 5 sao, khám phá khu du lịch Sun World Nà Hill, công viên suối khoáng nóng, núi thần tài Mikazuki. Dành thắng Ngũ Hành Sơn, đường Hoa Biển. Theo đó, có 14 đơn vị lữ hành đồng hành cùng Sở Du lịch thành phố tham gia bán các gói combo kích cầu du lịch này. Ông Nguyễn Như Nam, đại diện đơn vị lữ hành thành phố Đà Nẵng, nói. Từ cái quảng cáo ban đầu, từ các cái truyền thông ban đầu, thì khách hàng người ta tìm hiểu về sản phẩm. Và một số thì trên cái cơ sở đó, họ bắt đầu là tìm kiếm cái từ khóa Đà Nẵng nhiều hơn. Và họ có thể điều chỉnh những cái giờ bay phù hợp với họ theo sở du lịch thành phố đà nẵng lý do để xây dựng các gói combo này là dựa vào tiềm năng lợi thế của đà nẵng như những sản phẩm về nghỉ dưỡng du lịch đêm hay ẩm thực thì thành phố đủ điều kiện để phục vụ và đáp ứng nhu cầu đa dạng của tất cả du khách bên cạnh đó đây là những sản phẩm mà đà nẵng đã được khẳng định chất lượng cũng như thương hiệu trong thời gian qua thể hiện qua con số tăng trưởng lượng khách và sự yêu thích quay lại thành phố nhiều lần của du khách bà trương thị hồng hạnh giám đốc sở du lịch thành phố đà nẵng cho biết việc giám sát về chất lượng của chương trình cũng như là các cái gói kích cầu thì được sở du lịch phối hợp với hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp sẽ giám sát và thực hiện đảm bảo cái chất lượng và sự hài lòng dành cho du khách và du khách có những thắc mắc những cái ý kiến nếu có thì chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ thông qua đường dây nóng của trung tâm hỗ trợ du khách. Số liệu từ Cục Thống kê thành phố cho thấy tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 5,1 triệu lượt, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Và chương trình kích cầu du lịch mùa hè Đà Nẵng 2024 được kỳ vọng sẽ tiếp nối sự tăng trưởng, gia tăng trải nghiệm tươi mới, thú vị cho du khách, qua đó thu hút đông đảo khách đến thành phố trong mùa hè này, góp phần để Đà Nẵng đạt mục tiêu đón hơn 8,4 triệu lượt khách du lịch trong năm nay. Thưa quý vị, bước vào mùa du lịch hè, khu vực bến thuyền trước trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình lại tấp nập du khách đến tham quan. Trên dòng nước xanh ngắt, đội thuyền du lịch nườm nượp nối đuôi nhau chở du khách ngược sông son tham quan động Phong Nha. Hầu hết những người trong đội thuyền du lịch ở đây đều là người dân địa phương, gắn bó hàng chục năm với công việc chèo thuyền. Không chỉ thân thiện, mến khách mà họ còn có cả năng khiếu làm hướng dẫn viên du lịch. Ở đội thuyền du lịch Phong Nha Kẻ Bàng có tổng cộng 401 chiếc thuyền, Tất cả đều được đăng ký, đăng kiểm đúng định kỳ và được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cứu sinh an toàn. Ngoài ra, những người điều khiển phương tiện đều đã được đào tạo và cấp bằng thuyền trưởng. Để vào tham quan động phong gia, du khách phải di chuyển bằng thuyền máy ngược dòng song son với chiều dài khoảng 5 km. Khi đến gần cửa động, các thuyền máy sẽ tắt động cơ và chuyển sang lái bằng mái chèo đưa du khách vào tham quan hang động. Để nâng cao trình độ ý thức và trách nhiệm trong việc phục vụ du khách, các thành viên trong đội thuyền du lịch cũng phải thường xuyên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ. Qua đó, xây dựng hình ảnh phong nha kẻ bàng là điểm đến hấp dẫn, thân thiện, xứng đáng là trái tim của du lịch Quảng Bình. Động Phong Nha là một trong những hang động thuộc vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, nơi từng được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí địa chất địa mạo vào năm 2003. Và vào ngày 3 tháng 7 năm 2015, tiếp tục được UNESCO công nhận lần hai là di sản thiên nhiên thế giới với tiêu chí đa dạng sinh học động phong nha có chiều dài hơn 7.729m, cửa động rộng 20-25m, cao 10m, sâu 83m, có dùng sông ngầm dài 13.969m. Các thạch nhũ trong động trải qua hàng triệu năm kiến tạo từ đá vôi, bị nước mưa thẩm thấu, hòa tan và chảy xuống, tạo thành những nhũ đá vô cùng lạ mắt. Tiếp theo, mời quý vị cùng đến với Lai Châu để trải nghiệm cắm trại trên đồi chè Tân Uyên. Tại nơi này, du khách sẽ có dịp hòa mình vào thiên nhiên trong lành, ngắm đồi chè xanh mướt và đỉnh Fansipan hùng vĩ. Những ngày này, nhiều du khách đến cắm trại cùng gia đình tại đồi chè Tân Uyên, tỉnh Lai Châu sẽ có dịp đi qua những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp, tạo nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng. Theo đó, trên đỉnh đồi chè là một bãi đất trống, du khách có thể hạ trại tại đây. Từ nơi này, mọi người không chỉ được ngắm lúa vàng, chè xanh mà còn thấy được đỉnh Fansipan hùng vĩ. Bên dưới điểm cắm trại là dòng suối trong vắt phía xa là những thửa ruộng bậc thang, đồi chè và dãy núi hùng vĩ. Để đến đồi chè Tân Uyên, du khách có thể di chuyển theo hai hướng. Nếu du khách xuất phát từ thị xã Nghĩa Lộ, sẽ đi theo quốc lộ 32 đến mù căng trải Yên Bái, qua Thanh Uyên rồi đến Tân Uyên, Lai Châu. Từ Hà Nội, du khách đi theo cao tốc Hà Nội-Lào Cai đến Sa Pa, sau đó đi theo quốc lộ 4D đến ngã tư Bình Lư, di chuyển theo quốc lộ 32 đến Tân Uyên. Thưa quý vị, đất rừng U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau, vốn nổi tiếng với các loại đặc sản như mật ong, cá đồng. Tuy vậy, thời gian qua, do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc khai thác quá mức nên nguồn lợi này ngày càng cạn kiệt. Thời gian gần đây, người dân ở các vùng sông Rạch, tỉnh Cà Mau lưu ý thức bảo vệ con cá đồng, khai thác các hoạt động chụp đề cho du khách trải nghiệm để tuyên truyền việc bảo vệ nguồn lợi cá đồng. Mời quý vị cùng khám phá dịch vụ du lịch mới đầy thú vị này nhé! Chụp đè bắt cá đồng ở các vùng quê là một hoạt động trải nghiệm rất thú vị và là nét văn hóa đặc thù của người dân Nam Bộ. Trong đó, người dân tỉnh Cà Mau thể hiện sự sáng tạo trong phương thức đánh bắt mà không phải địa phương nào cũng có. Trước khi chụp đè một ngày, đìa phải được sao kính các họng đìa để khi động cá không nhảy ra ngoài. Chụp đè chủ yếu bắt cá lóc, cá trê và cá rô có phi. Để chụp đè, người thợ thường xuống đìa dọn sạch cỏ rác, nhánh trà rồi dùng một tấm lưới rộng hơn miệng đìa bao phủ toàn bộ mặt nước. Sau đó từ từ hạ dàn lưới chỉ, thường được làm bằng chỉ ni lông, xuống cách đáy ào khoảng 0,5 mét, rồi dùng những cây tre nhỏ có nhánh hay cây sậy bẻ gập đôi lại và ghim viền lưới vào thành đìa. Ghim viền lưới xong, thợ đìa sẽ lên bờ hay tìm những bụi rậm gần đó trú ngụ hoặc uống trà, phì vèo điếu thuốc nói chuyện, chờ khoảng hơn 120 phút, cho cá chui hết lên trên, nằm gọn trên mặt lưới. Lúc này, thau đi tiếp tục ghim lưới lần thứ hai, dày và sâu hơn để không cho cá chui ngược trở xuống, rồi kéo hai viền lưới lên, ghim lại trên bờ đìa. Tiếp đến hai đến ba người dùng sức kéo lưới gom cá về một đầu đìa và dùng vật để xúc cá lên thau, thùng để phân loại cá. Ngày nay, du khách vườn xa đến với vùng đất Cà Mau không chỉ tham quan trải nghiệm và khám phá những sản vật phong phú đa dạng về tiềm năng lợi thế của tỉnh, mà còn có thể trải nghiệm chụp đìa bắt cá đồng, đặc biệt là ở các huyện U Minh, Thới Bình, Trần Văn Thời. Đến với phần tin quốc tế, chúng tôi có một câu chuyện khá là thú vị để chia sẻ đến quý vị. Đó là không biết Ngự Bình đã nghe về viện dưỡng lão dành cho người trẻ bao giờ chưa ạ? Nghe có vẻ lạ nhỉ? Mấy người trẻ thì họ đến đó làm gì vậy Phương Nguyên? À, họ đến để trải nghiệm cuộc sống yên bình nè, à, tránh xa mạng xã hội và áp lực công việc, rồi họ còn tham gia nhiều hoạt động như là ngồi thiền, câu cá và trồng cây và thậm chí là còn có phòng chiếu phim và quán cà phê nữa. nghe thật thú vị phải không thưa quý vị? và ngay sau đây hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết về mô hình độc đáo này quý vị nhé. trong những năm gần đây ở Vân Nam và Sơn Đông Trung Quốc, một mô hình viện dưỡng lão đặc biệt đã ra đời dành cho những người trẻ tuổi từ 20 đến 30. Mô hình này thực sự thu hút chú ý của giới trẻ khi họ tìm kiếm một nơi yên bình để giải tỏa áp lực và căng thẳng từ cuộc sống hiện đại. Những người trẻ tìm đến đây không phải để nghỉ dưỡng lâu dài mà để có một khoảng thời gian thư giãn và nạp lại năng lượng trước khi trở về cuộc sống thường nhật đầy bận bề. Những người trẻ tìm đến đây không phải để nghỉ dưỡng lâu dài mà để có một khoảng thời gian thư giãn và nạp lại năng lượng trước khi trở về với cuộc sống thường nhật đầy bận rộn. Họ muốn trải nghiệm cuộc sống như những người già, xa rời mạng xã hội và những thiết bị công nghệ. Tại đây, họ tham gia vào các hoạt động như ngồi thiền, tập dưỡng sinh, câu cá trồng cây, cắm hoa, vẽ tranh và nhiều hoạt động khác. Họ còn có thể tụ họp cùng nhau nấu nướng, cắm trại và trò chuyện, tạo nên một cộng đồng nhỏ gắn kết với thiên nhiên và tránh xa những ồn ào của cuộc sống đô thị. Khách đến những vị dưỡng lão này có thể ở lại bao lâu tùy thích. Các cơ sở được trang bị đầy đủ tiện nghi với nhiều phòng ốc, khu đất rộng để trồng cây và chăn nuôi, khu giải trí với phòng chiếu phim và quán cà phê. Giá cả cho mỗi khu nghỉ dưỡng này cũng rất đa dạng, thường dao động từ 7 đến 17 triệu đồng mỗi tháng. Những vị dưỡng lão đặc biệt này không chỉ mang lại sự thư giãn mà còn giúp cho người trẻ tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Họ có thể tận hưởng một lối sống chậm rãi, tĩnh lặng và đầy ý nghĩa trước khi quay lại với cuồng quay của công việc và cuộc sống hàng ngày. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, tiểu mục cà phê không đường với vấn đề gây bức xúc tại tỉnh Quảng Ngãi. Thanh tra xong, bệnh viện ngàn tỷ vẫn bị bỏ hoang. Tiểu mục chuyện ngày mới đến Trà Vinh khám phá mô hình khởi nghiệp thành công từ mật hoa dừa. Tiểu mục cà phê không đường Tiểu mục cà phê không đường tiếp tục chương trình với một vấn đề gây bức xúc tại tỉnh Quảng Ngãi. Năm 2023, tỉnh miền Trung này đã quyết định thu hồi khu đất dành cho dự án bệnh viện trị giá 1.100 tỷ đồng, vốn được xây dựng gian dở và sau đó bị bỏ hoang. Mục đích là để tổ chức đấu giá lại khu đất này. Tuy nhiên, cho đến nay, bệnh viện vẫn nằm trong tình trạng dở gian sau 7 năm thi công, gây ra sự lãng phí lớn đối với quỹ đất vàng. Câu chuyện được phản ánh qua phóng sự ghi nhận sau đây. Dự án khu dịch vụ chất lượng cao bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tại thành phố Quảng Ngãi được khởi công vào năm 2017 với kỳ vọng sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2018. Dự án này chiếm diện tích 11.006 m2 và do công ty trách nhiệm hữu hạn bệnh viện đa khoa quốc tế tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Đây là doanh nghiệp thành lập từ sự liên doanh giữa công ty cổ phần Medica Investment Việt Nam và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, do hai đơn vị không thống nhất trong việc vay vốn để thực hiện dự án, công trình đã bị bỏ dở. Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã hai lần tiến hành thanh tra dự án và phát hiện nhiều sai phạm từ các sở ngành liên quan. Thanh tra hai tỉnh Quảng Ngãi đã hai lần tiến hành thanh tra dự án và phát hiện nhiều sai phạm từ các sở ngành liên quan. Cung viên dự án hiện tại đầy những cọc sắt khoen rỉ và có dại mọc ôm um tùm, tạo nên một khung cảnh hoang tàn ông Lê Toàn, ngụ phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị. Bây giờ theo nguyện vọng của dân ở đây mà không riêng tôi, tất cả mọi người họ cũng mang sâu cái bệnh viện đó cố gắng xây dựng lên. Mà để cho người dân họ không bệnh, chưa bệnh nó được gần gũi để họ mừng. Cho thay bỏ lãng phí, nó rất đón tiếc của dân. Ngày 10 tháng 7, trong buổi trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tân Đức, Giám đốc Sở Y tế cho biết, hiện Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đang giao Sở Tài chính xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền trên đất dự án. Cũng trong ngày 10 tháng 7, thông tin cho biết, dự án khu dịch vụ chất lượng cao bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi không được đầu tư từ nguồn vốn công, do đó chủ đầu tư phải cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Sở Tài chính để xác định giá trị đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, Sở Tài chính đã 6 lần gửi văn bản yêu cầu nhưng không nhận được phản hồi từ chủ đầu tư. Do vậy Sở Tài chính đang thuê đơn vị tư vấn để xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền trên đất dự án. Liên tục chương trình là phần tin nóng mời quý vị tiếp tục theo dõi. Tin nóng. Vừa qua tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã xảy ra tai nạn giữa xe bán tải với xe máy. Cụ thể vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 12 tháng 7 trên đường Bạch Đằng, đoạn cầu Thủ Ngữ thuộc phường Chánh Nghĩa thành phố Thủ Dầu Một, người dân nghe thấy tiếng động rất lớn ngoài đường Bạch Đằng, đoạn cầu Thủ Ngữ. Thời điểm này, xe bán tải lao về hướng nhà dân nằm ở phía dưới, đầu xe bán tải là xe máy và một nam công nhân bị cuốn vào gầm. Người dân nhanh chóng báo lực lượng chức năng và đưa nạn nhân ra khỏi gầm xe bán tải. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Được biết, nạn nhân tử vong được xác định tên VT, sinh năm 1985, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, làm công nhân thu gom rác thải ở Bình Dương. Hiện, lực lượng chức năng đang làm việc với tài xế này để xác minh các thông tin liên quan đến vụ tai nạn. Cũng tại Bình Dương mới đây, đại diện chính quyền xã Phú An, thành phố Bến Cát cho biết đã thông báo tìm thân nhân hai bé sơ sinh bị bỏ rơi trên đường. Trước đó, trong đêm 12 tháng 7, người dân đi qua đoạn đường vắng ở ấp Phú Thuận, xã Phú An, thành phố Bến Cát, phát hiện một giỏ nhựa để bên vệ đường, lúc này người đi đường lại gần kiểm tra thì thấy bên trong có hai bé trai sơ sinh được quấn bằng khăn vải sau khi kiểm tra xung quanh không thấy ai người dân đã trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng địa phương lực lượng chức năng xã phú an sau đó đã nhanh chóng đưa hai bé sơ sinh tới bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương tại đây bác sĩ khoa nhi đã kiểm tra chăm sóc đặc biệt cho hai bé hiện sức khỏe của hai bé sơ sinh hiện đang ổn định ủy ban nhân dân xã phú an đã thông báo về việc hai bé trai sinh đôi bị bỏ rơi để người dân đến nhận nếu sau 7 ngày từ ngày 13 đến 19 tháng 7 nếu không có người nhà đến nhận, Ủy ban nhân dân xã Phú An, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương sẽ làm thủ tục trẻ bị bỏ rơi theo quy định. Thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn xã Dình Chín vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến ba em nhỏ tử vong. Theo đó, vào lúc 20 giờ 5 phút tối ngày 11 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Dình Trinh, huyện Mường Khương, Lào Cai nhận được thông báo về việc ba trẻ em, trong đó có hai người là anh em ruột đi câu cá tại thôn Ngãi Thầu, xã Dình Trinh. Sau khi câu cá, các em xuống ao tắm và bị đuối nước dẫn đến tử vong. Các nạn nhân lần lượt sinh năm 2015, 2016 và 2019 đều trú tại thôn Dình Trinh, xã Dình Trinh. Nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Mường Khương đã đến thăm hỏi động viên chia buồn cùng các gia đình nạn nhân. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án đưa nhận môi giới hối lộ, tham ô, lừa đảo, giảm mạo công tác xảy ra tại cục đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm, chi cục đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh và Long An, Bến Tre, Sóc Trăng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 tháng, từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 18 tháng 10 tại trụ sở tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và trại tạm giam Chí Hòa, công an thành phố Hồ Chí Minh. Vụ án có số lượng bị cáo đặc biệt lớn với 254 bị cáo là đăng kiểm viên. Những người này vẫn đang tiếp tục làm việc, làm giấy lên lo ngại về tình trạng ung mứ đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian diễn ra phiên tòa. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác kiểm định xe cơ giới vẫn đang diễn ra bình thường. Sở đã phối hợp với các trung tâm đăng kiểm xây dựng kế hoạch đảm bảo quy trình hoạt động, đồng thời phối hợp với Cục đăng kiểm Việt Nam đào tạo thêm 39 đăng kiểm viên cho các trung tâm trên địa bàn thành phố. Theo đánh giá gần đây nhất của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, thành phố Hồ Chí Minh là một trong 7 tỉnh thành có nguy cơ dịch sởi rất cao. Ngoài ra, còn có 7 tỉnh thành khác có nguy cơ cao, 9 tỉnh có nguy cơ trung bình và 40 tỉnh có nguy cơ thấp. Để kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch, Cục Y tế Dự phòng đã dự kiến kế hoạch chiến dịch tiêm vaccine phòng chống dịch sởi tại 14 tỉnh thành, trong đó có 11 tỉnh nguy cơ cao và rất cao. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có buổi làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, Đại sứ quán Úc để đề xuất hỗ trợ vaccine và triển khai chiến dịch tiêm chủng. Nhu cầu vaccine cho tiêm chiến dịch cần khoảng 100.000 liều vaccine sởi và 1,58 triệu liều vaccine phối hợp sởi rubella. Tiểu mục chuyện ngày mới Thưa quý vị, Trà Vinh từ lâu đã nổi danh là nơi có diện tích dừa lớn thứ hai tại đồng bằng sông Cửu Long, chỉ sau Bến Tre. Tuy nhiên những năm gần đây, mặt hàng dừa ở Trà Vinh không còn là loại nông sản chủ lực, liên tục bị rớt giá ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sản xuất của bà con địa phương. Nhận thấy được những khó khăn của bà con trồng dừa, một chàng trai 8x ở Trà Vinh đã nghiên cứu ra một loại sản phẩm độc đáo mang tên là mật hoa dừa, mở ra hướng đi mới cho ngành sản xuất dừa tại quê nhà. Tiểu mục chuyện ngày mới hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về quá trình biến mật hoa dừa thành món ăn đặc sản quý vị nha nhận thấy được ngành sản xuất mật hoa dừa từ lâu đã quá phổ biến ở các nước như Philippines, Indonesia. Thế nhưng tại Việt Nam vẫn chưa có bất kỳ mô hình sản xuất nào khai thác công dụng nuôi hoa lấy mật từ dừa. Chàng trai 8X Phạm Đình Ngãi, ngụ thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đã nghiên cứu ra một loại sản phẩm độc đáo mang tên mật hoa dừa. Hiện sản phẩm mật hoa dừa của anh Ngãi đã có mặt tại nhiều siêu thị và các điểm dừng dân trên quốc lộ cả nước. Ngay từ khi khởi nghiệp, anh Ngãi đã đặt mục tiêu định hướng cho doanh nghiệp mình theo hướng bền vững. Vì thế khi triển khai hoạt động, anh đầu tư nghiêm túc và cẩn trọng đến từng khâu trong kỹ thuật lấy và chế biến mật hoa dừa. Anh Ngãi chia sẻ: à, Ngãi sẽ chuẩn bị từ cái quá trình từ lúc là trồng cây, mình trồng cây chăm sóc cây như thế nào gọi là bền vững. Từ cái mô hình vườn ao chuồng mình đã được học từ hồi nhỏ, thì giờ mình sẽ áp dụng lại cái mô hình của vườn của mình theo thứ là vườn ao chuồng để nó cân bằng hệ sinh thái với nhau. Trong quá trình tất cả mà mình thu mật và chế biến thì nó là, là một quá trình tự nhiên hết và hoàn toàn mình dựa vào những cái truyền thống và những cái kinh nghiệm của người xa xưa để mình cải tiến nó lại và phát triển ra một cái nền là hoàn toàn tự nhiên giống dừa anh ngại sử dụng để sản xuất mật là dừa ma qua là giống dừa chuyên dụng trong sản xuất mật anh ngại đã nghiên cứu thử nghiệm thực tế và đã tìm ra phương pháp tối ưu nhất để thu nước mật từ hoa dừa đó là đều đặn hàng ngày người công nhân lấy mật hoa phải leo lên cây dừa hai lần trước khi thu mật Họ phải massage cho hoa dừa, dùng tay xoa lên hoa dừa, sau đó dùng chày gỗ gõ một lực vừa đủ để làm thông tuyến mật bên trong hoa dừa. Anh Ngãi chia sẻ thêm: Thì người công nhân mỗi ngày người ta phải leo lên cây dừa để người ta chà cho cái hoa nó nóng ở một độ nóng nhất định. Và lúc đó dùng một cái lực vừa phải để mình gõ vào cái hoa dừa. À, nếu mình gõ nhẹ quá thì là cái hoa dừa nó sẽ không ra đủ, nó không kích thích được mật mà gõ mạnh quá thì nó sẽ hư luôn những cái cái hoa ở bên trong của hoa dừa vì vậy là phải gõ, gõ, một lực vừa phải thì cái lực vừa phải đó phụ thuộc vào kinh nghiệm của người thu mật thì sau khi mà 2 cho tới 3 tháng thì người công nhân nó sẽ thông thạo quá trình là thu mật như thế này và biết là đối với cái hoa này thì mình sẽ gõ một cái lực như thế này và đối với cái hoa kia mình sẽ gõ một cái lực khác hơn. Mật hoa dừa sau khi thu về được đưa đến nhà máy và sản xuất theo quy trình tiêu chuẩn. Sản phẩm mật hoa dừa có vị ngọt nhẹ và thanh, thích hợp dùng như một loại gia vị với chỉ số đường huyết thấp, lượng khoáng cao, giúp cơ thể bổ sung năng lượng, cân bằng quá trình điện giải. Hiện tại với hai sản phẩm ban đầu là mật hoa cô đặc và ca cao mật hoa dừa đã có mặt tại các thành phố lớn. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng thu hút nhiều sự chú ý tại các hội chợ xúc tiến thương mại. Câu chuyện về khởi nghiệp thành công từ mật hoa dừa của anh Phạm Đình Ngãi đã khuyến khích sự dám nghĩ dám làm của những người có mong muốn khởi nghiệp vươn lên trong cuộc sống hãy cứ tin tưởng rằng nếu nỗ lực, cố gắng hết mình, thực hiện ước mơ sẽ có cơ hội tỏa sáng và chạm đến thành công. Từ một giảng viên chuyên ngành kỹ thuật điện tại thành phố hồ chí minh, anh phạm đình ngãi đã quyết định bỏ tất cả để làm một chuyện rất lạ đời lấy mật khoa dừa. có những tháng anh ngãi như sống luôn trên ngọn dừa để có thể hiểu được rõ nhất về từng giọt mật khoa dừa và rồi lòng đam mê và sự quyết tâm của anh cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng những giọt mật hoa dừa ngọt thơm của vùng đất Trà Vinh đã xuất ngoại, chinh phục được nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Hà Lan, Đức, Mỹ, vân vân. Mật từ hoa dừa đã đem lại thành quả ngọt ngào dành cho anh. Câu chuyện khởi nghiệp của anh Phạm Đình Ngãi chắc hẳn đã lan tỏa động lực cho các bạn trẻ. Một khi đã khởi nghiệp, các bạn cần có đam mê, quyết tâm và phải chấp nhận rủi ro. Đối với anh, khởi nghiệp phải có sự liều lĩnh, bởi không liều lĩnh sẽ không làm được điều lớn nhưng hãy liều có căn cứ, có lý do các bạn nhé. Và thưa quý vị, câu chuyện truyền cảm hứng này cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, Phương Uyên và Ngự Bình xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.